Vân Trang khoe ảnh lấy lại vóc dáng sau khi sinh hai con gái. Không chỉ sở hữu sự nghiệp phim ảnh thành công mà Vân Trang còn có cuộc sống viên mãn bên ông xã và ba cô con gái đáng yêu. Nữ diễn viên từng mang song thai hai ái nữ và hạ sinh vào tháng 11 năm 2021. Gần đây, cô vừa khoe hình ảnh lúc mang thai và thời điểm hiện tại của mình. Trên trang Facebook cá nhân, Vân Trang đã chia sẻ hình ảnh ngày ấy và bây giờ của mình. Có thể thấy ở thời điểm mang thai, vì có hai em bé song sinh nên nữ diễn viên phải vác bụng bầu to vượt mặt. Khi đó Vân Trang phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để đảm bảo sự phát triển của hai nhóc tì nên trông cô mụn mịn hơn hẳn. Thế nhưng hình ảnh hiện tại của Vân Trang lại càng khiến khán giả trầm trồ. Chưa đầy một năm sau khi sinh con, nữ diễn viên đã lấy lại vóc dáng thon thả, nuột nà của mình. Ngoại hình của cô trông chẳng khác gì so với thời son rỗi, nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là mẹ bỉm của ba nhóc tì. Trước đây, Vân Trang từng cho biết cô cũng khá lo lắng với việc lấy lại vóc dáng sau khi sinh nở, vì bản thân là người nổi tiếng nên rất quan trọng ngoại hình. Nữ diễn viên đã chăm chỉ luyện tập cải thiện sắc vóc và kết hợp chế độ ăn uống hợp lý nên đã nhanh chóng trở về vẻ ngoài như ban đầu. Vân Trang tâm sự trên trang cá nhân, chắc nhiều chị em sẽ đồng cảm với Trang, phụ nữ sau khi sinh con thì rất ám ảnh với vẻ bề ngoài của mình. Mọi người biết đó, việc tăng cân và mỡ bụng trong giai đoạn mang thai là chuyện không thể tránh khỏi bởi vì ăn một nuôi hai con Trang là nuôi tới ba lận. Trang cũng mong hai đứa con ra đời khỏe mạnh nên cứ thế mà thả phanh thôi. Tuy nhiên, sau khi sinh xong thì vóc dáng khó mà trở lại như bình thường được. Vì tính chất công việc của mình, Trang cũng trăn trở. Khán giả dành lời khen ngợi cho vóc dáng hiện tại của Vân Trang dù cô đã trải qua những lần sinh nở. Nhiều chị em về mơ ước có được vẻ ngoài xinh đẹp, thon thả như nữ diễn viên sau khi hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người mẹ.